Nhập cư là chủ đề rất nhạy cảm ở Liên minh châu Âu EU kể từ năm 2015, khi hơn 1 triệu người, chủ yếu là người tị nạn Syria, đã vượt Địa Trung Hải vào châu Âu. Các quốc gia thành viên EU đã tranh cãi gay gắt và có nhiều quan điểm bất đồng về vấn đề này. Trong bối cảnh đó, EU đã quyết định thắt chặt biên giới để ngăn người di cư, tị nạn, bất chấp những chỉ trích. Cần phải kiểm soát biên giới, chúng tôi sẽ hành động để củng cố biên giới bên ngoài của khối và ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp. Để làm được điều đó, chúng tôi sẽ tập trung vào 2 dự án thí điểm ở biên giới. Nói cách khác, chúng tôi sẽ cung cấp một gói tích hợp cơ sở hạ tầng di động và cố định từ ô tô đến máy ảnh, từ tháp canh đến giám sát điện tử. Ủy ban châu Âu EC, cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu nắm giữ ngân sách chung của khối, từ lâu đã từ chối tài trợ cho các bức tường biên giới, nhưng họ vẫn chi trả cho các thiết bị giám sát và cơ sở hạ tầng khác.